Xin chào các bạn, mình tên là Toàn, là nhân viên kỹ thuật của công ty Hoa Lan Mai Huy. Hôm nay mình xin chia sẻ một cái kinh nghiệm sang cây từ trong môi trường chậu, những hàng ghép gỗ. Mình xin giới thiệu ở đây mình có ba cái trường hợp đơn cử ha. Đó là một cái chậu, đó là chậu đầu tiên là chậu rắc Savola, đó cây đã phát triển là nó bị lão hóa rất nhiều và chất trồng trong chậu cũng không còn tốt nữa. Trường hợp thứ hai là một cái dòng loại Cattleya. Như các bạn thấy đây, cây đã phát triển rất là tốt, sung mập nhiều giá hành, nhưng mà bắt đầu có hiện tượng cây mọc vàng khỏi chậu. Đây cũng là một trường hợp mình cần phải thay. Và đây nữa, chúng ta sẽ thấy đây có một cái trường hợp là chất chồng nó đã bị thoái hóa rất là nhiều, rêu mọc rất là nhiều bám quanh chậu, cũng như là cây hiện tượng cây những cây thân cây già nó bị chết thối nhũng, đang lên mọc trở lại hướng mới, thì mình cũng là cần thay chậu cũng như là chất chồng. Rồi mình sẽ đơn cử là cái chậu Rasawa đây ha, mình sẽ thay chậu hôm nay. Đầu tiên là các bạn sẽ quan sát xung quanh chậu, mình xem cái hướng phát triển còn lại cây còn đang tăng mạnh cũng như là cái bộ rễ xung quanh cho cái chậu Rasawa này trồng bằng chậu da gỗ. Chậu gỗ có nhiều khe nên rễ nó bò len lỏi bám ở xung quanh, mình hãy dùng kéo nhẹ nhàng cắt tỉa những cái rễ xung quanh ha. Mình làm như vậy để mục đích một chút nữa, khi mình đã cắt tỉa xung quanh rồi thì mình có thể dễ dàng lấy cây ra khỏi chậu lan mà không bị có gặp có vấn đề trở ngại gì vì mình đã cắt tỉa rễ xung quanh. Đấy, các bạn thấy không, sau khi cắt tỉa những cái rễ bám chậu mình sẽ dễ dàng lấy cái phần cây ra. Đây vẫn còn một số rễ bám dính còn xử lý ha. Đây là phần cây mình đã sau khi mình lấy ra được ra, và mình sẽ tiếp tục mình kiểm tra cái hướng cây này. Thì mình đang thấy hiện tại rõ ràng cây có nhiều gia hành nhưng mà đã có một cái hướng phát triển cây đã chết và khô đụng hết lá rồi. Mình nên cắt để loại bỏ phần này. Và các bạn nên lưu ý khi kéo cái mình dùng, mình phải trước tiên mình phải khử trùng nó. Một là mình dùng cái loại mà Anfox loại chuyên dụng, còn hai là bên mình thường sử dụng cái loại sản phẩm này gọi là dịch trùng Bencona. Đây là một cái loại sát trùng sát khuẩn rất là tốt, dùng cho để vệ sinh mà những cái vật tư trồng lan cũng như là kéo, khi mà dùng để cắt lan cũng rất là ok. Rồi mình sẽ xem đây ha, đây là cái hướng tiếp giáp giữa cái phần mà thân già cũng như là thân còn xanh đang phát triển. Mình sẽ cắt ở cái điểm tiếp giáp này. Đó, các bạn thấy đây là cái phần hướng già, cây đã chết, thân khô không còn lá xanh nữa, và đây là hướng vẫn còn xanh nhưng còn đang phát triển trên lan trên đó. Thì bây giờ do vấn đề mình xử lý cái lan, mình đã tách cái lan ra khỏi rồi, bây giờ còn là miếng gỗ. Thì các bạn thấy đây là một mảnh gỗ chưa được vệ sinh sạch sẽ. Các bạn có thấy những cái rễ cũ vẫn còn bám đây, cũng như là cái túi phân đang chậm vẫn còn đây. Thì mình trước khi mình sử dụng, mình tái sử dụng lại cái này á, mình nên vệ sinh loại bỏ hết những cái này, những cái phần rễ cũ cũng như là bỏ cái phần mà cái túi phân đang chậm này, vì túi phân này cũng đã sử dụng lâu rồi, cũng đã hết chất dinh dưỡng rồi. Và tốt nhất sau khi loại bỏ những phần này, bạn nên cố gắng dùng Bencona hòa chung với nước để tưới rửa lên, để một lần nữa là gọi là sát khuẩn sát trùng, đảm bảo cho cái chất chồng nó sạch sẽ an toàn với lan. Đây các bạn xem, đây là khúc gỗ chưa xử lý. Và đây là cái khúc gỗ sau khi mình đã xử lý xong, các bạn thấy không, phần rễ dư thừa nó đã được loại bỏ xung quanh. Những cái phần mà vỏ cây mà nó đã quá mục rồi, nó rớt ra, nó sẽ làm để lộ phần thân cây ra, nhưng mà không sao, chúng ta vẫn còn ở đây một mảng rất là nhiều vỏ cây. Thì cái lợi ích của cái việc mình giữ lại cái lớp vỏ cây này thì nó giúp cho rễ chui sâu vào bên trong, giữ được độ ẩm cho cây, hút được cái độ ẩm trong cái lớp vỏ này, như vậy cho che chắn phần nắng không tác hại được tới cái rễ cho cây. Như các bạn thấy, đây là một cái phần vỏ phần cây đã được xử lý sạch sẽ. Đây bắt đầu mình sẽ tiến hành ghép. Đầu tiên thì cái việc hồi nãy khi các bạn tách ra, các bạn đã có một cái hướng rác Savola đó, nhưng mà hiện tại đây nó vẫn còn bám những cái chất chồng cũ xung quanh, chúng ta nhẹ nhàng gỡ bỏ nó ra. Thank you.
trong quá trình gỡ bỏ nếu mà chúng ta thấy cần thiết á, có một số rễ nó bám chặt vào cái rễ cũ, các bạn có thể dùng kéo cắt bỏ cái rễ đó đi, thì không sao, vì khi sau khi quá trình mà trồng kết thúc á, cây nó sẽ tự thích ứng, nó sẽ mọc ra rễ mới. Chúng ta cũng nên dùng kéo cắt bớt cái phần rễ cũ đi. Như vậy là cũng một phương pháp kích thích tự nhiên để cho cây ra thêm cái rễ mới. Ê, các bạn ơi, đấy phần rễ mình đã xử lý xong. Thì đầu tiên là chúng ta bắt đầu tiến hành việc ghép ha. Đây các bạn có xem, chúng ta nên ghép theo hướng này. Đó, nó sẽ cách cái phần đáy của miếng gỗ khoảng độ một phần, 1 cho đến 2 phần. Các bạn thấy đây, để đảm bảo cái chiều hướng phát triển của rễ, khi mà rễ nó bám vào, nó sẽ bắt đầu bò len lỏi dưới đây. Đó, cũng như là cái việc là cân xứng hài hòa so với miếng gỗ và cây. Rồi vị trí mình đã xác định được. Tiếp theo là mình nên dùng dây để mình buộc. Đây là bắt đầu mình sẽ tiến hành ghép. Đầu tiên mình sẽ đặt cái cây lên cái vị trí gỗ cho nó phù hợp với miếng gỗ. Tốt nhất là nên cắt phần đáy gỗ một khoảng. Rồi kế tiếp chúng ta dùng cái loại giớn. Cái giớn này là thường người ta dùng để trồng hồ điệp. Mình tận dụng lại. Mình tận dụng lại thì mình dùng một nhúm nhỏ, mình sẽ ghép vào cái phần gốc để giúp cho cái phần rễ nó giữ được cái độ ẩm cũng như kích thích cái cây phát triển lại. Rồi tiếp theo, như nãy mình đã có giới thiệu các bạn, mình sẽ dùng cái loại dây chuyên dụng để buộc lan. Đây các bạn thấy, chúng ta bắt đầu buộc cố định, quấn quanh như thế này đây. Các bạn xoắn hai đầu dây lại, một cái mối nối xoắn hai đầu dây lại. Đây, sau khi chúng ta buộc dây cứng cáp, chúng ta lấy ra sản phẩm của chúng ta. Cây lan đứng ở vị trí thích hợp, cũng như là được đã được ghép miếng giớn cố định rồi. Đây, mình xin phép giới thiệu với các bạn, đây là một giò cá sâu la mình ghép gỗ đã tiến hành rất là lâu rồi. Các bạn thấy không, cây phát triển rất là khỏe đẹp, cụ rễ rất là mạnh, dài nhiều, phải nhiều rễ khỏe. Cây cũng đang đương có nụ, cũng như là phát triển được nhiều hướng. Và như một lời cảm ơn của chương trình chúng tôi gửi đến các bạn, chúng tôi sẽ tặng cái sản phẩm này sau khi ta ghép hoàn chỉnh cho tới gửi đến các bạn nào đầu tiên xem ảnh này qua Facebook cũng như là YouTube, kênh YouTube của chúng tôi. Và các bạn hãy gọi vào đường dây nóng để nhờ sớm nhận được phần quà này. Và các bạn đừng lo, những người bạn tiếp theo chúng tôi cũng sẽ tặng một món quà nhỏ nhỏ như kỷ niệm. Đây một cái Dendro con với phần kính giới, cũng là cách như trên. Các bạn hãy gọi liên hệ với chúng tôi qua số hotline.